Sao cái thằng người anime này khỏe thế không biết, biến thành vịt rồi mà vẫn khỏe như thường. Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao các cậu lại cười tới vậy? Hồi nãy giờ tớ đang làm cái gì sai à? Có vẻ như là mọi người đã quay trở lại rồi. Mình cảm thấy kiệt sức quá, đuổi mãi mà bọn họ mới chịu ra ngoài. Hình như là cũng đã gần hết giờ rồi đó. Vậy là hôm nay Mr. Cross không đến đây để dạy à? Yaki, em sẽ là người bị phạt vào tối hôm nay. Trời đất, em có làm gì đâu sao em lại bị phạt chứ? Mà thầy nói là thầy lại nghỉ bữa nay cơ mà. Trái tim em tan nát khi nghe được tin này. Mr. Cross là em buồn và thất vọng quá. Còn đâu hình ảnh người thầy đáng mến ở đây. Cuộc đời em thật là xa ngã. Em đừng có giả vờ nữa hả? Ủa, cái gì vậy? Yaki, do em là người duy nhất ngồi vào cái ghế màu đỏ, cho nên tối nay em sẽ bị phạt. Ôi không, thật là độc ác. Hóa ra là ông ta đã lừa mình vào cái ngồi cái ghế màu đỏ này sao? Lúc nãy là cậu còn đòi ngồi vào cái ghế đó nữa mà. Cậu còn nói á là từ nay là cái ghế màu đỏ là của cậu nữa. Zena, cậu có biết bảo vệ bạn bè không vậy? Thưa Mr. Kairos, thế ai sẽ là người được thưởng hả? Không có ai được thưởng cả, chỉ có người bị phạt mà thôi. Yaki, em hãy lắng nghe cho rõ này. Vào tối nay, em sẽ phải ra ngoài sân trường và cắt hết đám cỏ dại. Đến sáng mà không hoàn thành công việc thì sẽ chết ngay lập tức. Cắt hết những đám cỏ ngoài sân á? Hôm bữa là tưới cây thôi đã mệt rồi mà. Đừng lo, tôi đã định thêm mấy cái kéo ở đây, hãy cầm lấy. Ý của em không phải là như thế. Ủa, mà đây là cái kéo của em mà. Sao Mr. Kéo đó lại đưa cho em như đúng rồi vậy? Ok được rồi, buổi học đến đây là kết thúc. Các em có thể ra chơi tự do. Hẹn gặp lại các em vào 11 giờ tối nay cho cuộc bỏ phiếu nha. Tối nay ai muốn phụ giúp tớ cắt hết đám cỏ ngoài giơ tay lên nào. Không có ai hả? Có tới nè. Ok, đã đến giờ bỏ phiếu cho người có khả năng là ma sói hoặc là ma cái rồng nhất rồi. Một túi hoạt động bắt đầu. Được rồi, bây giờ là mình sẽ tự phân loại vậy. Trong cái lớp học này, ngoài những người quen của mình ra là Maya, Yasu, Dennis, Karen và Zena, thì những người còn lại chắc chắn là Ma Soi Bảo và Macaron. Bốn người bọn họ cho đến tận lúc này, mình không có thông tin gì cả. Nó rất là mơ hồ. Đầu tiên là Liu, cậu ta không hề lạnh lùng như mình nghĩ so với bề ngoài của cậu ta. Một người khá là bí ẩn và cũng hiếm khi thấy xuất hiện nữa. Mình còn nhớ là cái đêm đầu tiên cậu ấy từ căn phòng bước ra, trên giường của mình có lá bài ma sói. Mình nghĩ chắc chắn là cậu ta đã soi cái lá bài ấy của mình rồi. Và nếu như cậu ấy là dân làng thì đã tiết lộ lá bài của mình với mọi người. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Tức là có thể Liêu là đồng minh của mình, mà Soi Bảo hoặc là Macaron. Tiếp theo là Nicholas và Harry. Do bọn họ cùng phòng với nhau nên rất có thể họ đang bao che cho nhau. Cũng không có gì lạ khi mà hai người là ma sói và Macaron. Nhưng thực sự thì mình không có đủ bằng chứng để kết luận về điều này. Cần phải có thêm thời gian nữa. Cuối cùng là Mochi. Cậu ấy đã biến mất suốt nửa phần đầu trò chơi. Hóa ra là cậu ấy đã trốn trong cái bàn búp bê đó suốt thời gian. Mọi người sẽ không thể nào nghi ngờ cậu ta biến mất một cách bất ngờ được. Rất có thể là cậu ấy đêm nào cũng lẻn ra ngoài và thực hiện vai trò của mình. Đây là một ca khó, vì cả bốn bọn họ hoàn toàn có thể là ma sói hoặc là Macaron. Thôi thì mình sẽ chọn người mà mình nghi ngờ nhất vậy. Thưa Mr. Kairos, em xin bỏ phiếu. Đã hết giờ bỏ phiếu. Hả? Không có ai được chọn cả. Vì thế tối nay không có ai phải chết. Đã đến giờ ma sói hoạt động, ai có hình phạt thì nhớ làm đi nhé. Hẹn gặp lại các em vào sáng mai. Mình mãi mê suy nghĩ mà không để ý đến thời gian. Một tiếng trôi qua nhanh thế không biết. Những người mà chúng ta đã tình nghi đi đâu mất rồi? Không biết là Moji còn ở đây không nhỉ? Tôi ra ngoài thăm dò tình hình đây. Ai đi theo tôi không? Ừ, chị cũng đi nè. Đi thôi nào Zena. Ủa, em bị sao thế? Em vẫn còn đau bụng vì cái món ăn hồi sáng chị ạ. Thế thì em ở đây nghỉ ngơi đi Zena. Chị và Dennis sẽ đi. Có gì á là em lấy thuốc chị để trong học bàn nha. Vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ. Maya, cô đang làm gì đấy? Tôi đang phân tích về khả năng làm ma sói của Mochi. Mochi là một streamer chuyên nghiệp phải không? Và tớ đang theo dõi lịch hoạt động của cô ấy đây.
Cậu tìm được channel của Mochi rồi hả? Cho tớ xem với. Xin chào các bạn nha. Và hôm nay là thứ hai rồi Tường. Nên mình đã mặc bộ trang phục này nè. Trông mặt có dễ thương không? Có hả? Ơi, nhiều người khen ghê á. Hả? Có một bạn nói là mình giống con bạch tuộc á. À, để mình ban nít luôn. Trước khi chơi game, mình sẽ hát một bài hát Cháu lên 30 nhé. Wow, Mochi khi lên hình trông xinh và dễ thương thiệt. Hèn gì được nhiều người theo dõi. À, tớ cũng muốn được làm streamer. Cậu muốn làm streamer á? Để tưởng tượng nào. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm gì nhỉ? Chắc là không có hợp đâu. Maya, cậu từng kiếm đến đâu rồi? Theo như tớ thấy thì Mochi stream mỗi ngày vào khoảng tầm nửa đêm, tức là ngay lúc này đây. Và cậu ấy sẽ kết thúc buổi stream vào tầm gần giờ học. Sau khi học xong thì ngủ suốt thời gian còn lại luôn. Nếu như cậu ấy stream suốt đêm như vậy, nghĩa là cậu ấy sẽ có bằng chứng là vô tội phải không? Cậu ấy không phải là ma sói. Đúng là như thế. Tớ đã kiểm tra và thấy từ ngày đầu tiên cho đến giờ là cậu ấy đều stream đều đặn cả. Mà khoan, các cậu hãy nhìn vào phút thứ 4723 giây đi. Trên màn hình chỉ là một cái ghế bình thường mà thôi. Mochi không có ở đó. Và có vẻ như là fan của cậu ấy cũng không hề thắc mắc về việc này. Có thể là cậu ấy đi vệ sinh chăng? Tớ không nghĩ là cậu ấy đi vệ sinh đâu. Vì cậu ấy vắng mặt đến tận 20 phút lận. Rời khỏi ghế khi đang stream trong vòng 20 phút vư. À đúng rồi Jenna. Hình như là ngày hôm kia là cậu cùng với lại Dennis và chị Kare đã chiến đấu với lại ma sói và ma cà rồng phải không? Cậu nhớ lúc đó là mấy giờ không vậy? Theo tớ nhớ không lầm thì tầm khoảng 12 giờ 45 phút thì phải. Bọn tớ chiến đấu cũng tầm 20, 25 phút gì đó. Khoan đã, thời gian mà cậu kể khá là giống với thời gian mà Mochi rời khỏi màn hình máy tính đấy. Vậy là đúng rồi, cậu ấy thật sự là sói rồi, Mochi! Khoan nãy Yaki, điều đó cũng chưa đúng 100% đâu. Hả? Sao thế? Bởi vì những đêm mà không có sự hiện diện của ma sói và ma cà rồng thì Mochi cũng không hề có mặt trên ghế trong khoảng 15 phút. Chúng ta vẫn chưa chắc chắn về này này lắm. Ôi trời ơi, lại còn như thế nữa chứ. Thì là đau đầu quá đi. Không biết là chị Karen và Dennis đang làm gì nhỉ? Chị đã thành công trong việc chạm vào người hắn rồi. Em có sao không Dennis? Do mãi mê dụ hắn để chị chạm vào người thì em đã bị hắn cào rách một chỗ ở chân rồi đây. Ôi không, máu chảy nhiều quá. Dennis, đừng cử động nha em. Đợi chị một tí. Ta là nữ thần của vạn vật, hỡi ma sói bảo, hãy lắng nghe lời nói của ta. Xin tuân lệnh nữ thần. Ôi trời ạ, cái tên ma sói ngu ngốc này không biết giữ thân mình gì cả, toàn bị thu phục bởi con người. Thật là đáng xấu hổ. Ma sói bảo, hãy tấn công hắn cho ta. Đã chị băng bó lại cho Dennis. Xin tuân lệnh nữ thần. Hả? Các ngươi lại định dùng con sói không có não này để tấn công ta ư? Thật là nực cười. Ngươi có biết tại sao là ta phải điều khiển ma sói không? Vì thợ săn đã chết rồi. Cách để thắng lúc này chỉ có thể là ma sói và ma cà rồng tự tiêu diệt lẫn nhau thôi. Ngươi đã biết điều này chưa? Nhưng ma sói trùm vẫn giết ma cà rồng được như bình thường nhé. Vì thế, cho nên đây là cách duy nhất của bọn ta hiện giờ. Người nói hay lắm. Ta công nhận điều đó. Vì thế, tại sao hắn ta lại đánh đàn? Ơ, nhìn kìa! Một cây kiếm khổng lồ đang đâm xuống bụng của ma sói bảo. Cái nguồn sức mạnh quái quỷ gì thế này? Ta sẽ kết thúc cuộc sống của ngươi tại đây. Đồ vô dụng. We'll be right back.
sôi bạo đã bị nổ tung banh xác luôn rồi. Khoan đã nào, ma sói khi chết không hiện hình là hình người à? Sao lại nổ mất cả cơ thể luôn thế kia? Này mọi người, tại sao lại có tiếng nổ to khủng khiếp như thế? Tụi mình vừa bỏ lỡ vụ gì à? Có ai chết rồi sao? Thôi không. Thôi không, chỉ có Ren à, hắn ta bị điên luôn rồi. Đã có chuyện gì xảy ra với hắn thế? Hắn ta thậm chí còn mạnh hơn cả lần trước gấp mấy lần nữa. Thật là không thể tin được, ta vừa giết một con ma sói, một con sói ngu ngốc. Đến cả ma sói còn không phải là đối thủ của ta nữa, thì con người không bao giờ là hy vọng cả. Ta không cần ngươi nữa, không cần bất kỳ sự ta giúp nào của đồng minh, chỉ cần mình ta là đủ rồi. Mà khoan, vẫn còn một con sói cơ mà, ta sẽ tiêu diệt hết tụi bay. Cái gì thế? Hình như là hắn ta vừa nhìn về phía của mình thì phải. Ta cảm giác là rạo rực trong người, một nguồn sáng đầy năng lượng đã cho cơ thể ta hấp thụ. Ta đang tiến hóa, ta đang được ban cho sức mạnh quyền năng siêu cấp để tìm xét lại người. Hắn ta đang nhìn về phía chúng ta kìa, vậy kêu lên cẩn thận. Hẹn gặp lại các người nha, sau khi ta tiến hóa thành công. Ma cà rồng đại nhân cả bí mất rồi, hắn ta vẫn có thể giết thêm một dân làng mà nhỉ? Lạ thật. Em không nghĩ rằng là tên ma cà rồng đó lại có thể đánh bại được ma sói đấy. Em đừng có di chuyển nữa, hãy nghỉ ngơi đi để vết thương mau lành nè. Tức thật, gần đến ngày cuối cùng rồi mà mình lại bị chấn thương nữa. Chị Karen, Dennis, có chuyện gì ra đây vậy? À, chị đã sử dụng năng lực của mình để thôi miên ma sói bảo, vận dụng 100% sức mạnh của nó và tiêu diệt ma cà rồng. Nhưng chị lại không ngờ là ma cà rồng đại dân cầm lại áp đảo tình huống và ma sói bảo đã không qua khỏi rồi. Là thế ạ? Hàng như lúc nãy tụi em ở trên lớp nghe tiếng nổ rất là to luôn đó. Và ai về chị này đã xảy ra. Vậy ma sói bảo là ai vậy chị? Harry, Nicholas, Leo hay là Mochi ạ? Chị xin lỗi, chị cũng không biết nữa. Ma cà rồng đại dân cầm đã gây sức nổ quá là lớn, khiến cho ma sói chết mà không kịp biến thành người luôn. Khủng khiếp như vậy à? Thế thì chắc chắn là bốn người bọn họ rồi, nhưng mà không biết là ai. Hiện giờ là cũng khá là trễ rồi, chắc là mọi người đều đã ngủ cả. Chị nghĩ là không nên đến tận phòng từng người để kiểm tra đâu. Chị nói phải, đến sáng mai là chúng ta sẽ rõ ai chết thôi, không có gì phải vội cả. Vậy thôi, chúng ta đi ngủ nào mọi người, để còn lấy sức cho ngày mai nữa. Tiếng đàn ở đâu ra thế? Là tiếng đàn của ma cà rồng đại nhân cầm, nhưng mà có vẻ như là nó không ảnh hưởng đến chúng ta. Sao này lạnh hay nhỉ? Trời ơi, hình như ngoài trời mưa thì phải. Khoan đã nào, Liêu đâu rồi? Mọi lần là cô ấy dậy sớm lắm mà, và đánh thức mình dậy nữa. Có khi nào cô ta là ma sói và đã chết rồi hay không? Liêu là ma sói băng á,
Không thể nào, mình đã tiên tri cậu ấy không phải là rồi mà. Phải mau đến căng tin thôi, không biết là liệu có ai đó không nhỉ? Có lẽ là cậu ta dậy sớm thôi đúng không? Ôi, mùa lớn quá. Lạnh quá đi. Chào buổi sáng mọi người. Khoan đã, Harry, Nicholas, Liêu không có ở đây. Ơ kìa mọi người, có ai thấy bọn họ đâu không? Không, có khi nào làm bọn họ dậy trễ không nhỉ? Yaki, tối qua là cậu về phòng là có thấy Liêu không? Cái đó thì... Lúc tớ về phòng thì đã tối thui rồi. Mà do lúc đó tớ cũng buồn ngủ quá nên lao vào giường ngủ một mạch đến sáng luôn. Thế là cậu ta lại ngủ ở đâu đó rồi. Vậy còn Harry và Nicholas thì sao? Tớ không nghĩ là bọn họ đến trễ đâu, bởi vì bọn họ là luôn đến đây ăn sớm lắm. Được rồi mọi người, có lẽ là chúng ta nên đi tìm bọn họ thôi. Phải, chúng ta phải tìm họ để tìm ra manh mối về Macaron. Thôi khoan đã, mọi người tính đi đâu đấy? Tớ vừa nói xong buổi sáng rồi nè. Ừ đúng rồi nhỉ, đói bụng quá. À, hay là cậu làm cơm hộp cho bọn tớ mang theo vừa đi vừa ăn được không? Ok, có liền. Mọi người chịu khó đợi vào 5 phút nhé. Phải ăn sáng thì mới có sức đúng không? Cơm hộp là cái gì thế? Ở nước tôi không có món đó. À, tớ biết nè. Là biến cái hộp thành đồ ăn, sau đó trộn với cơm ăn đó. Tào lao. Mọi người ơi, mở ra ngoài xem đi, có chuyện rồi. À, có chuyện gì thế Yasuo? Chuyện gì thế nhỉ? Mọi người, chúng ta cũng đi thôi. Một chút gia vị nè, một chút rau thơm nè, một chút khăn giấy nè, còn thiếu gì hả nhỉ? Một chút tình yêu về ẩm thực của mình nữa. Mọi người ơi, cơm hộp đã có rồi đây, hy vọng là mọi người sẽ ngon miệng. Bọn họ đâu mất tiêu rồi. Bye.